lại có bất ngờ xảy ra thì sao? Nhìn chung trận thi đấu này thì với cá nhân anh nghĩ rằng vẫn cực kỳ khó đoán. Vai lên bom và cả vị trí của Star nữa. Nhưng P250 được nhường cho vị trí của Starburn. Trong khi đó thì bên phía của Liquid họ đang set up là 2A và 3B. Có kit tới được vị trí của NAP. Sẽ là một pha bò truyền chậm rãi tới từ Astralis thôi. Cả nối và cả shotgun đều đã được clear. Nhưng Jekinda cùng với Kaden thì đang cường mỗi người một đầu ở tại khu vực nhà vệ sinh. Bắt đầu vào vị trí canvas smoke. Đây rồi. Steven hạ cũng đi vị trí Kaden. Jekinda có một. Jekinda có để có thể làm được hai ở đây. Đạn không còn nhiều nữa rồi. Jekinda nằm xuống. Hai mạng cho Starven, 3 với 4 và bây giờ Steel hạ cũng luôn cả vị trí của Tweet. Tiếp tục lạc tanh vào trong cùng Optimus. Đây là muốn làm hết đến từ Steel nhưng Skuzi đắp ok kill. 5 viên, không thể vượt qua được. Với việc xuất phát bên phần City trước thì em còn ngỡ rằng là Liquid thua còn sâu hơn đi. Hỏng rồi, mất cái pistol. Rất khó chịu tới vị trí của Divine ở đây. Về 3A rồi, cũng là một round thi đấu bắt bài tốt tới từ Liquid. Một tên nhảy check. Steel liên tục spam. Đã rút về một góc thi đấu an toàn hơn. Liquid bắn 3A. Một người sẽ kê ngang ra khu vực long. Và bây giờ thì sẽ là một trái flash để hai player cũng short di chuyển ra pick người. Nhưng Jekinda bị hạ gục. Bây giờ Kaden cũng đã yếu máu. Twist có cho mình cái mạng của Steel. Kaden đã nằm và Long đang vào. Twist bắt được người của một nhà vệ sinh. Long hai người bị bắn yếu bởi Napfly. Twist với một khẩu mạng MP9 trên tay. Hai player còn lại yếu lắm rồi mà Twist có thể làm được. Cố lên nào Twist ơi. Đối phương không có AK đâu. Một viên vào đầu chưa chết ngay được. Và Twist đây rồi. Thứ khi nào? Bây giờ Eco có vẻ như muốn Rusty luôn. Không, hơi khó. Đã có smoke cống Belong được trả sớm tới từ Liquid rồi. Ở đây sẽ là tiếng xếp hàng của Belong. Liệu có tò mò tới từ NAP? Liệu có tò mò tới từ NAP? Câu trả lời là có, nhưng mà góc này thì NAP không nằm được, chỉ là yếu thôi. Vâng, trả quả nét tí thì tự quyên sinh. Hơi hoảng loạn một chút đến từ vị trí của Napfly. Tweet đang điểm xạ, nhưng Tweet nằm xuống trước họng súng của Steel. À, chúng ta quên mất một điều rằng là bên phía thì Liquid đang có một IGL. Còn ở thời điểm này, mặc dù nhìn với những cá nhân thì cũng là rất xuất sắc, nhưng vẫn thiếu đi một cái gì đấy tới từ bên phía của Liquid. Bây giờ là pop flat để cho Kaden có thể giạt pick. Và rất nhẹ nhàng thôi, đó là hai mạng tới được vị trí của Kaden. Bây giờ mà Skuzi lên connect thì là hết. Kaden pick được lại với trụ Zappi và chắc chắn đội của Astralis đang hoảng loạn. Đồng Skuzi bắt thả mình rất đẹp rồi. Hai player bên phía thì Liquid vẫn đang quấy ở đây. Kaden có thêm một nhưng không đoán được Divine và Skuzi. Oh! Một cú bắn mù mắt đến từ Skuzi nhưng không sao cả, vẫn còn Tweet. Và Steven 13 máu. Tiếp tục là lửa được trả và theo thời gian thì NAP đang về. Nhưng NAP thì cũng là một khẩu ốp về, liệu có phải hợp lý hay không? Bây giờ để tăng vào, không ai check A-Long cả. Và Divine bắn sau lưng không được rồi, Jappy cũng nằm. Chỉ có lại một mình Starburn má thôi, Starburn cũng không thể qua được Kaden. Hỏng rồi. Có lẽ là 30 giây. Nết ra khu vực cống ở đây rồi. Thêm một quả smoke nhưng lần này nó được nồi shot. Và tất cả các thực nghiệm của Astralis chỉ đi được từ một đường thôi. Steel sẽ bay vào. Steel sẽ bay vào như một vị thần. Jappy tanh vào trước, có một Napfly nằm xuống. Và tiếp tục là một tay cho Skuzim. Jappy double kill. Jekinda hạ cũng đi được với chịu Jappy rồi. Sẽ pop thêm trái flash để cho Tweet làm việc. Tweet chưa đi lại được tình huống đặt bom, sau đó chết chai Steel và Divine mỗi người có một và còn lại cây liền trong tình huống clutch 1v3. Quả nết chính xác vào vị trí Steven. Cây liền sẽ là quyết định đi xếp lại cho mình khẩu ốp này, cũng còn hy vọng gì nữa rồi. Steel sẽ phải trả giá bằng một round thi đấu eco. Đi hai nồi và có lẽ cũng sẽ chỉ kê thôi. Tham mình như thế nào đây? Lửa được trả. Vào đây thì Steel chắc chắn chết. Thêm một lửa nữa. Đây rồi, lửa đốt. Lửa đốt đau quá. Trái nết vẫn chưa nhoi ra tới từ vị trí của Kaden. Nhưng bom xài B thì Astralis đã vào rồi. Và đây Steel chỉ là một tình huống điệu hổ ly sơn mà thôi. Đối phương chuẩn bị xô qua, nhưng xô qua bao nhiêu thì là đón bấy nhiêu.
quá dễ dàng. Hai mạng đi vai đục vào và có được điểm cùng của Yekinda. Và sau đó thì Nam cũng ra đi. 4 round rồi. Long còn 4. Đó là vị trí của Divide và bên phía của Liquid thì chắc chắn họ sẽ không biết điều này. Lấy được một M4S rồi. Divide đang đẩy ngược lại vào khu vực nhà vệ sinh để có thể lấy thông tin. Nhưng góc này nếu như Divide... ô, lộ tiếng đổi súng rồi. Lại là một món quà dành cho Divide. Trời ơi, tại sao lại đổi súng một cách vô duyên tới như vậy? Bây giờ thì Nap cũng lộ. Không thể tin nổi, bằng 1001 cách đổi súng không lộ tiếng, Skunzy lại chọn vứt ra cho đồng đội nhặt vào. Ác quỷ Skunzy. Mình xin. Thôi xong rồi, món quà đến từ thiên đàng và chắc chắn là các thành viên của bên phía team Achalit họ phải lấy thôi. Không thể bỏ lỡ được. Napfly với một khẩu Gali ở trên tay. Steven sẽ là người lại ngã ngửa luôn đến từ vị trí của Steven. Divide bắt được lại cây điền cũng như là cả Skunzy. 3v3 có Jabby ở trong bom sai. Divide tin em. Divide hỗ trợ bắn chéo. Jabby đối phương ép gần và Jabby không làm anh dài phải thất vọng. Đó là chiến thắng dành cho bên phía của Achalis. Và họ đang chọn nên mình khu bom sai B sẽ là một tình huống phi vào khu bom sai B không đây. Flat được trả, phi qua smoke tới các thành viên bên phía của team Liquid, nhưng lượng bom mình còn lại tới từ Achalis là khá nhiều. Happy đã quyết định cường gần trong khu vực nối. Skunzy còn lại cho mình một máu với những tiếng đục đẽo. Và bây giờ thì Happy cũng dễ dàng có một, có hai. Liên tiếp những tiếng điểm danh, có ba tới đến vị trí của Happy. Belong đang vào. Happy có bốn hay không? Starven hạ gục Nap và sau đó là hai mạng tới từ Starven. Và Divide. Gali của Divide sẽ là thử thách đầu tiên mà Achalis mà các thành viên bên phía team Liquid phải bước qua. Và Divide đang phải kê hai đầu. Và Divide một mạng, double kill dành cho Divide. Bắn toàn thịt thôi, không cần đầu, quan trọng là hiệu quả. Bây giờ thì Skunzy sẽ đối đầu với Star. Star vẫn đẩy ra cây điện sới nguyên một tấc đất. Và bây giờ Skunzy có double kill, biết luôn người còn lại ở đâu. Một khoảng tham minh tệ tới từ Star, nhưng không sao cả. Bom xe bên Jappy đã đẩy được, quay về phía sau. Jappy đã cầm dao. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Vẫn bắt được lại vị trí của Napfly. Và Skunzy phải nhặt về quả C4. Nhưng bây giờ cứ ra long thôi. Ra long với Divide. Đây không phải là khẩu ốp của cây điền đâu. Run boot không một tác dụng luôn. Yekida đã rơi. Sung một đã dụng. Divide tiếp tục lại kê ốp chám thay cho người đồng đội của mình ở khu vực nhà vệ sinh. Khẩu ốp lại một lần nữa nổ súng. Lần này các thành viên bên phía team Liquid không mất cái gì cả. Và bây giờ thì Steel double kill dành cho Steel. Khi mà cái viên ốp của Divide nó lại dọa bên phía của team Liquid sợ hãi. Triple kill, upgrade lên AK. Ui người cuối cùng lại còn là đáp fly trên tay một khẩu Gali nữa. Không có cơ hội nào. Bây giờ bom flash và tăng vào tới vị trí của Chit. Nhưng Divide bắt cóc thành công đi. Skunzy double kill cho Divide. Pro Aurin Lab và tạm biệt team Liquid. Cây điền 1v5 sẽ không có cái highlight nào ở đây đâu. Cây điền ơi, đối phương đã về 4 người cùng bom CB rồi. Quả smoke này tan đi là cây điền cũng điểm giờ chết. Một mạng là tất cả những gì mà cây điền có thể làm. 2-0 dành cho Achalis tại trận thi đấu tứ kết đầu tiên của ESL Pro League Season 19.